hé lộ sự thật, chuyện ghen tuông của vợ Mạnh Quỳnh hải ngoại với ca sĩ Phi Nhung khiến triệu người bất ngờ. Không chỉ hát thể loại bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên ngọt ngào, đi vào lòng người. Qua Mỹ từ năm 1992, tiếng hát của Mạnh Quỳnh đã có chỗ đứng vững chắc trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Ngoài đơn ca, anh còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như là Phi Nhung, Như Quỳnh, Tâm Đoan hay là Hương Thủy. Thời gian gần đây, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang là hai cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi ngồi chung ghế nóng chương trình solo cùng Bolero và đặc biệt là live show kỷ niệm 20 năm tri kỷ giữa cả đôi. Trong buổi trò chuyện gần đây nhất với chúng tôi, nam ca sĩ hải ngoại đã chia sẻ khá thẳng thắn về mối quan hệ người tình không bao giờ yêu với Phi Nhung, cũng như là phản ứng của bà xã anh về ồn ào tình cảm của chồng tại quê nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống của anh bên vợ đẹp và hai con tại Mỹ. Từng là người tình trong mộng của Phi Nhung, thời gian gần đây anh thường xuyên được nữ ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm trên truyền hình. Cảm giác của anh thế nào? Tôi và Phi Nhung đã có dịp làm việc chung với nhau rất nhiều lần, cả trên sân khấu lẫn trong nước. Cũng vì khán giả quá yêu thích cặp đôi Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, nên thỉnh thoảng hai đứa mới trêu chọc, thả thính nhau một chút để mang lại niềm vui cho người xem. Mọi thứ chỉ đơn giản là như thế. Vậy vợ anh phản ứng ra sao khi ngày ngày đọc báo về chồng cũng đều thấy người ta nhắc đến người tình sân khấu Phi Nhung? Ghen thì chắc cũng có, vì đã là phụ nữ, ai cũng sẽ rất nhạy cảm khi thường xuyên thấy chồng mình chụp ảnh, diễn xuất ôm ấp với người phụ nữ khác. Tuy nhiên thì bà xã tôi chưa bao giờ phàn nàn hay là tỏ ra khó chịu về mối quan hệ giữa tôi và Phi Nhung. Bởi ngay từ khi lập gia đình, cô ấy đã rất hiểu và biết thông cảm cho công việc của chồng. Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Nhưng trước đây, Phi Nhung cũng thừa nhận có xung động với anh ở ngoài đời. Điều đó có khiến cho anh khó xử khi tiếp xúc thân mật với người từng thầm thương trộm nhớ của mình không? Lúc đó chắc là Phi Nhung chỉ đùa thôi đúng không? Có lẽ là hai đứa đã diễn với nhau quá lâu nên đôi khi sẽ không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi tin cảm xúc của Phi Nhung khi đó chỉ đơn thuần xem tôi như một người bạn tri kỷ, chứ chưa tới mức độ có thể gọi là yêu đương. Ở bên nhau 20 năm, đâu là lý do khiến anh và Phi Nhung mãi không thể tiến tới tình yêu? Có thể nói là do chúng tôi quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thực. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn là chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa thì tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Mới đây thì thông tin Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi trong live show kỷ niệm của anh và Phi Nhung cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Liệu đây có phải chỉ là phát ngôn ngẫu hứng của anh khi mà cả hai đứng chung sân khấu, hay là vì anh thực sự muốn làm cha nuôi của Hồ Văn Cường? Tôi và Phi Nhung cũng như một, con của Phi Nhung thì tôi cũng xem như là con của mình. Chưa kể là Hồ Văn Cường không chỉ hát hay mà còn là một cậu bé rất ngoan ngoãn, lễ phép. Có được một cậu con nuôi tài giỏi và dễ thương như thế thì ai mà không thích cho được. Việc nhận Cường làm con nuôi cũng xuất phát từ sự yêu thương, quý mến của tôi dành cho cậu bé này. Phát ngôn trong live show vừa qua cũng chỉ là cách hợp thức hóa một chút về quan hệ của chúng tôi mà thôi. Ai cũng biết là Phi Nhung không chỉ đỡ đầu Hồ Văn Cường trong âm nhạc mà còn hỗ trợ cậu bé rất nhiều về kinh tế cũng như là chuyện học hành. Sau khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, anh có dự định sẽ cùng Phi Nhung chia sẻ những trách nhiệm đó. Mọi người cũng biết là thời gian ở Việt Nam của tôi không nhiều, để có thể ở bên và hỗ trợ Cường từng chút một như Phi Nhung là một điều rất khó có thể thực hiện. Tuy bố Quỳnh ở xa không thể làm được nhiều điều cho Cường như là mẹ Nhung, nhưng mỗi khi về nước, nhận được bất kỳ show diễn nào phù hợp hoặc là có dịp đi diễn chung với hai mẹ con, tôi vẫn luôn phụ cô ấy chăm sóc và chỉ bảo Cường. Trong tương lai, anh có dự định nhận thêm nhiều con nuôi để hỗ trợ, nâng đỡ các thần đồng âm nhạc như cái cách mà Phi Nhung, Quang Lê đang làm hiện nay. Tôi không có dự định nhận thêm con nuôi thứ hai, bởi một năm có 365 ngày mà phân nửa thời gian của tôi ở Mỹ thì làm sao dạy dỗ và hỗ trợ tốt cho các con. Nếu như cứ nhận khơi khơi trên danh nghĩa mà không làm được gì cho các con thì sẽ rất vô trách nhiệm. Cái mác cha nuôi và con nuôi cũng trở nên vô nghĩa. Tôi không muốn làm những điều như thế. Với tôi, Hồ Văn Cường là một trường hợp ngoại lệ, bởi Phi Nhung là người bạn tri kỷ của tôi muốn ủng hộ cô ấy. Nếu có thể giúp được gì cho Cường, thì tôi sẽ cố gắng giúp bằng tất cả khả năng của mình.
nhận lời làm giám khảo solo cùng Bolero, lại tổ chức live show kỷ niệm 20 năm ca hát cùng Phi Nhung, phải liên tục bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Phải chăng các C mà anh nhận được cũng rất cao? Các C là một vấn đề tế nhị, tôi không thể trả lời cụ thể con số mà tôi nhận được. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi, khi nhận lời làm bất kỳ chương trình nào, sự đam mê và tâm huyết luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi yêu mến dòng nhạc Bolero, tôi muốn được gặp gỡ khán giả, làm việc với ban tổ chức và Phi Nhung nên mới nhận lời tham gia chương trình. Còn chuyện các C cao hay thấp, chi phí bay đi bay về tốn kém như thế nào, tôi không quan trọng lắm. Riêng với đêm live show, thật ra đây chỉ là một đêm nhạc ấm cúng, nhằm tri ân khán giả đã luôn ủng hộ cặp đôi Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nhiều năm qua. Đây cũng là dịp để anh em gợi nhớ kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu đi hát. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm một đêm nhạc mang tính kỷ niệm nhiều hơn là một đêm live show hoành tráng, đặt nặng về doanh thu. Dù thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, nhưng khán giả ít thấy anh đưa vợ con về nước cùng mình. Vì sao lại như vậy? Tôi chỉ đưa vợ con về nước trong các dịp nghỉ hè để thăm gia đình, bà con họ hàng ở quê hương. Ngoài ra thì vợ con không hề dính líu đến chuyện hát hò của tôi. Bà xã không muốn tôi bị vướng bận gia đình, sợ tôi vất vả khi vừa đi hát, vừa phải lo cho những người đi cùng. Bên cạnh đó thì hai con trai của tôi ở Mỹ phải đi học mỗi ngày, thời gian hạn hẹp nên không thể đi theo tôi trong các chuyến lưu diễn ở Việt Nam. Sau ánh đèn trên sân khấu, Mạnh Quỳnh là một người chồng, người cha như thế nào ngoài đời? Ngày xưa khi còn độc thân, tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Nhưng giờ đây, tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở Mỹ, tôi chỉ hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Với những ngày khác trong tuần, khi vợ tôi đi làm, tôi sẽ ở nhà chăm sóc con, nấu ăn và đưa các bé đi học. Ngoài ra thì tôi cũng mở một phòng thu ngay tại nhà, nên nếu cần, tôi có thể tự làm nhạc cho mình vào những lúc rảnh rỗi. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, đàn ông thường là người phải đi làm kiếm tiền và là trụ cột của gia đình. Chấp nhận ở nhà thay vợ chăm sóc hai con, anh không sợ bị mọi người chê cười. Tôi cũng đi làm kiếm tiền mà, nhưng tôi chỉ đi vào dịp cuối tuần mà thôi. Tuy thời gian tôi ra ngoài làm việc ít hơn vợ, nhưng số tiền mà tôi kiếm được vẫn nhiều hơn cô ấy. Vì vậy, tôi vẫn đang là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nếu muốn tập trung chạy sâu kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể thuê vú nuôi chăm sóc hai con để yên tâm đi hát, nhưng tôi không muốn như thế. Tôi chấp nhận ở nhà làm những điều đó, vì đơn giản, tôi thích được làm một người chồng, người cha dò nội trợ và các công việc trong nhà. Đây cũng là lý do khiến tôi không thể trở về Việt Nam biểu diễn thường xuyên, dù từng nhận rất nhiều lời mời có các C cao ngất ngường. Tôi tâm niệm, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đi hát 20 năm rồi, sự nghiệp của tôi đã có, tiền bạc, thu nhập cũng ổn định. Điều tôi muốn nhất lúc này là được dành thời gian vui vẻ bên vợ con, chứ không phải là những ngày chạy sâu sáng đêm, bất chấp kiếm tiền như thời trẻ. Vậy sau ngần ấy năm ca hát, gia tài của Mạnh Quỳnh đã giàu có đến đâu? Cuộc sống của tôi bình dị lắm. Khi có tiền, tôi chỉ mua một căn nhà nhỏ, vừa đủ để tôi và vợ, hai con cùng chung sống. Ngay cả xe thì tôi cũng chỉ mua một chiếc vừa tầm, chứ không thích đổ tiền vào xe sang. Nói thế không có nghĩa là tôi không có tiền mua đâu nhé. Nếu thích thì tôi vẫn có thể sắm biệt thự, xe sang như là nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay. Nhưng tôi không làm thế, vì tôi chỉ thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên như bao người khác. Sống mà cứ phải hơn thua, toan tính khoe khoang nhà cao, cửa rộng thì mệt mỏi lắm. Ngoài ra thì tôi cũng phải dạy con tôi cách chi tiêu hợp lý, đừng ỷ vào bố mình là ca sĩ nổi tiếng mà tiêu xài hoang phí. Nếu như không mua biệt thự và xe hơi, vậy anh đã làm gì với khoản tiền khủng kiếm được sau 20 năm ca hát? Tôi đã gửi tiết kiệm ở ngân hàng hoặc là đầu tư bất động sản. Tất cả những gì tôi làm lúc này đều dành cho hai con. Sau khi lớn lên, chúng có thể tự do theo đuổi ước mơ và làm điều chúng thích từ khoản tiền tiết kiệm mà bố mẹ để lại. Sau này, anh có muốn hai con tiếp tục hát nhạc Bolero hoặc là theo đuổi nghề ca hát giống như bố? Hai bé nhà tôi đều không hứng thú với nhạc của bố. Ngay cả tiếng Việt, các bé cũng không rõ thì làm sao có thể đi hát giống bố được. Trước đây thì tôi vẫn thường xuyên nói tiếng Việt với hai con để chúng không quên tiếng mẹ đẻ. Nhưng sau này khi chúng lớn lên, bắt đầu đi học và tiếp xúc với nhiều bạn bè, thời gian tập nói tiếng Việt của hai đứa rất ít. Mỗi lần tôi cố gắng nói tiếng Việt với con, cả hai đứa lại ngơ ngác vì không hiểu bố đang nói gì. Từ đó, gia đình tôi quyết định nói luôn tiếng Anh với nhau cho tiện. Bà xã của Mạnh Quỳnh có tên là Cầm Diệu, sinh sống tại Mỹ từ nhỏ. Cô hiện đang hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính và hiếm khi xuất hiện công khai bên chồng. Ít ai biết rằng
chính người tình âm nhạc Phi Nhung chính là người mai mối, xe duyên cho Mạnh Quỳnh với người bạn đời của anh hiện tại. Cẩm Diệu là một người bạn của anh. Trong một lần Phi Nhung rủ dê đi xem ca nhạc, cô gái này đã có dịp chạm mặt Mạnh Quỳnh, khiến cho anh say như điếu đổ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Sau một thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2004. Hiện nay, cả hai đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và một cuộc sống bình yên tại Mỹ. So với anh lớn lên tại Mỹ, nên tính cách của hai vợ chồng rất trái ngược. Trong khi Mạnh Quỳnh vẫn giữ lề lối của người Việt Nam, thì bà xã của nam ca sĩ lại có tính cách rất phóng khoáng và rất Tây. Cô và con trai chỉ nghe nhạc Mỹ, chứ không bao giờ nghe nhạc của chồng. Vì vậy, nam ca sĩ không bao giờ mở các album, CD nhạc của mình vì muốn chiều lòng vợ con. Đồng thời thì dù đã là bà mẹ hai con, nhưng vợ của anh vẫn thích ra ngoài làm việc, kiếm tiền, thay vì ở nhà chăm sóc con cái như nhiều phụ nữ Việt Nam. Tuy vậy, kể từ ngày lấy nhau đến nay, trong mắt của Mạnh Quỳnh, vợ anh đã là một người phụ nữ rất hiền lành, ít nói, thấu hiểu công việc của chồng. Cô chưa bao giờ phàn nàn, khó chịu khi nam ca sĩ thường xuyên đi diễn ở xa hoặc là tình tứ với đồng nghiệp nữ.